Đây là một cái video bổ trợ cho các anh chị trong quá trình chúng ta làm việc diễn biến rừng. Nhiều lúc đôi khi chúng ta chỉ muốn tra nhanh tọa độ của một cái điểm. Đây tôi lấy ví dụ như là cái tọa độ này của tôi. Tôi muốn tra nhanh xem là cái điểm tọa độ này nó nằm ở cái vị trí nào. Nó có thuộc trong cái lô rừng nào hay không, nó nằm trong hay nằm ngoài. Thì nếu các anh chị làm rất là nhiều các cái bước, ví dụ như là tạo XY hoặc là tạo văn bản phân tách này kia thì rất là lâu. Đấy, thì đối với tôi thì tôi sẽ có một cái công cụ như thế này. Thì anh chị có thể sử dụng cái chức năng là phóng nhanh đến một cái điểm. Đây ví dụ đây, tôi dán cái tọa độ x phẩy y vào đây, phóng đến đây thì cũng đây cũng là một cái cách, nhưng mà như này thì nó hơi thủ công và cái vị trí chính xác nào. Thì đây thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là lát long tool. Thì ở đây thì các anh chị vào cái phần trình cắm này, cài đặt, chúng ta sẽ cài đặt, ta sẽ gõ cái cụm từ khóa là lát lát này, cách này, lon này, đấy ra công cụ này. Sau đó chúng ta cài đặt cái trình cắm này. Sau khi cài đặt xong ấy, thì cái trình cắm này nó sẽ chui ra đây, thường nó sẽ núp vào đây này. Các anh chị nhớ kéo nó ra để cho nó lấy đầy đủ chức năng. Thì trước khi vào thì đây chúng ta sẽ phải vào cái chức năng này. Đây chúng ta sẽ vào cái phần lát lon setting này. Thì thường zoom to ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng này. Mặc định của nó thì nó sẽ như thế này. Thì chúng ta sẽ cài đặt về cái chế độ gọi là Project CLS đây, hoặc là cái chế độ Custom này là chế độ hay nhất này. Ta sẽ chọn đúng cái 103 này. Đây ta gõ 103 103 này, ngang không thông vào đây đúng không ạ? Để biết cái số này ta gõ cái số này vào. Ok. Đấy thì vào đây mặc định nó sẽ là như này, chúng ta sẽ đổi thành như thế này. Đấy thì là như vậy là chúng ta sẽ có cái để chúng ta có thể zoom đến đấy một cái là như vậy. Tương tự ví dụ như là khi mà mình muốn zoom rất điểm thì ta có thể xác đáp thêm vào đây. Trong cái video này tôi chỉ nói về cái phần này thôi. Thế đây các anh chị, ví dụ như bây giờ các anh chị có một cái tọa độ XY mà anh chị muốn, đây người ta gửi cho anh chị một cái tọa độ như này. Bây giờ làm nào để chúng ta biết nó nằm ở đâu? Đấy thì đây, ta dùng cái chức năng này là chức năng gọi là zoom to đây. Đấy, còn zoom to gọi là multi location thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng này. Nhưng mà đây chúng ta dùng một chức năng này thôi. Đây chức năng này. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ dán cái tọa độ, ta sẽ gõ x phẩy y ở đây này, cứ x phẩy y là được. Đấy, sau đó chúng ta sẽ zoom to này, đấy là nó sẽ phóng đến cái vị trí tâm đấy mà chúng ta cần. Đấy, thế còn copy tọa độ thì thực ra ở nếu mà chúng ta muốn copy của tọa độ ở đây, ta muốn copy cho tọa độ của cái đỉnh này thì thực ra cái click của đây thì ngay đây nó đã có cái tọa độ này rồi. Đấy, ta copy ngay đây hoặc là ở đây nó có cái chức năng copy tọa độ này. Đây chúng ta có thể click vào một cái điểm bất kỳ thì click cái này thì nó sẽ chuẩn hơn đúng không ạ? Nó sẽ bắt vào các cái điểm vị trí cụ thể. Đấy thì đây nó copy cái tọa độ này nó sẽ chuẩn hơn. Nhưng mà đây cái copy tọa độ này chúng ta chưa tùy chỉnh đúng không ạ? Đây, ta chưa tùy chỉnh cái hệ tọa độ này, ta chưa chọn vào cái hệ tọa độ này thì như vậy thì cái xy này nó sẽ lấy cho chúng ta những cái giá trị nó không được chuẩn. Đây ví dụ đây. Đây thì đây này các anh chị nhìn cái tọa độ của nó đây này. Thì đây nó là tọa độ chuẩn. Thì ví dụ bây giờ tôi thử phóng đến chỗ khác. Là tôi dán lại cái tọa độ vừa rồi x phẩy y này. Xem nó có phóng đến đúng cái chỗ đó không. Đây, đấy các bạn, nó phóng đến đúng cái tâm này. Đấy thì đây là cái chức năng rất là hay của cái công cụ này. Còn đây là cái chức năng gọi là multiple thì đã ok. Đây ví dụ bây giờ các anh chị đấy, đây tôi sẽ dán cho nó một cái tọa độ coordinate vào đây, tôi sẽ tiến hành đây, ví dụ như là ta sẽ tiến hành add location này. À đây cái này bị lỗi rồi, nó tự động nó chui vào đây rồi nhưng mà nó lại báo một cái lỗi gì đây. Phía đây thực ra đây là cái chức năng của Quick, nó tốt thôi, còn cái FRMap này thì có vẻ như là nó hoạt động không tốt lắm. Tôi sẽ xóa cái điểm này đi. À, đây ta cũng phải chỉnh lại cái này trước này, cái zoom to multiple này chúng ta cũng phải chọn lại cái thằng 103 này, cái tọa độ này ta cũng phải đưa vào đây rồi, như vậy là nó sẽ được. À, rồi ok ok này, bây giờ ta sẽ thử lại này. Rồi ok, một điểm này đúng không ạ, ta đã có một điểm rồi đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ thử lấy một vài cái điểm khác. Đây ví dụ ta sẽ lấy cái điểm này, động nó chuyển đổi sang những cái gọi là đấy, nó sẽ tự động nó chuyển đổi sang các cái định dạng của cái thằng này. Đấy, thì ví dụ như khi mà các anh chị kích vào đây, đấy thì nó sẽ tự động này, các anh chị này, đấy nó tự động nó tạo ra các cái file này. Khi các cái điểm chấm của chúng ta lại chúng ta vừa nhập vào tự động nó tạo ra cái lớp này luôn. Đấy thì rất là hay đúng không ạ? Nó tạo ra cho chúng ta cái lớp này. Thì chúng ta sẽ đỡ cái công mà phải create một cái lớp ra đúng không ạ? Đấy. Thì cái chức năng này nó rất là hay. Anh chị có thể tham khảo thêm. Đấy. À, ngoài ra thì nó còn rất là nhiều cái chức năng khác về convert hệ chiếu này rồi là đấy,
Thì cái này chúng ta có thể là tham khảo thêm để trong quá trình sử dụng thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta khá là nhiều những cái chức năng hữu ích. Đó. Đây ví dụ như tôi chỉ nói về cái vấn đề gọi là chúng ta muốn capture một cái tọa độ này, mà ví dụ như ở cái hệ tọa độ lat long này, ví dụ thế. Thế thì đây chúng ta sẽ đổi về cái này. Đó, sau đó là lat long latitude đây, đúng không ạ? Degree này hay là ở cái tọa độ kiểu này, chấm phẩy hay gì đây, đúng không ạ? Đấy, chúng ta để về kiểu Google này. Đó, đúng không ạ? Thì khi chúng ta chuyển về cái này. Đấy, hoặc là ví dụ như là chúng ta muốn chỉnh cho nó chuẩn, cho nó về chuẩn hẳn cái gọi W384 đây, 4326 này, ta gọi có 4326 này. Tích vào đây, ok. Thì ví dụ như khi bây giờ ấy, đồng đội chúng ta chỉ sử dụng cái Google Earth thôi. Thì ví dụ bây giờ chúng ta muốn copy cho người ta một cái tọa độ này, thì đây, ta copy đúng cái tọa độ này. Đấy, thì nó lấy đúng cái tọa độ độ phút giây này. Đấy, thì ví dụ như nhiều khi là chúng ta copy cái tọa độ này, ta có thể search này. Đấy, nó bắn về cho chúng ta đúng cái tọa độ này luôn. Đấy, đúng không ạ? Đây, hoặc là ví dụ bây giờ tôi sẽ bắn thêm một cái tọa độ khác này. Nó pin cho chúng ta một cái tọa độ khác. Đây, ví dụ bây giờ tôi sẽ bắn sang một cái tọa độ khác là cái tọa độ ở cái đỉnh này đi. Đây. Đấy thì ví dụ như đồng đội chúng ta chỉ biết dùng cái Google này thôi. Đấy, thì khi đấy chúng ta gửi tọa độ này thì người ta bắn lên hoặc là sử dụng ngay ở trên cái nền tảng gọi là Google Maps đấy. Đấy, thì đây thì khi người ta bắn một cái tọa độ này thì nó sẽ phóng đến cái vị trí này nó dễ hơn. Đó, ví dụ như nếu mà người ta gửi cho mình cái tọa độ này, đúng không ạ? Thì ngược trở lại đây thì chúng ta cũng sử dụng cái này. Thì đây ta lại đổi cái này, đúng không ạ? Ta lại đổi về cái hệ mà chúng ta mong muốn. Thì đây ví dụ đây ta cũng sẽ đổi về cái 4326, ta dùng cái Google này, ok đúng không ạ? Đây bây giờ chúng ta sẽ dán vào cái này vào đây, ta sẽ tìm đấy, thì nó sẽ phóng ra cái vị trí này của chúng ta. Đấy, thì như vậy là các anh chị thấy là nó có rất là nhiều công dụng ở trong cái công cụ này, chúng ta có thể tham khảo thêm công cụ này.